Đại diện Mexico tại Miss Universe 2021 lộ diện, hổ chiến lây lừng nhất định kim duyên phải dè chừng. Á hậu một cuộc thi Miss Universe Mexico 2020 sẽ chính thức đối đầu với Á hậu kim duyên tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2021. Sau khi thắng lớn tại Miss Universe 2020, Anje Mẹ Dạ đã chính thức mang về cho đất nước Mexico chiếc vương miện thứ 3 tại đấu trường Hoa hậu Hoàn Vũ. Thành tích này đã củng cố vị thế khó xô đổ của quốc gia Nam Mỹ trên đường đua sắc đẹp. Khi đàn chị đang tận hưởng hào quang soi sáng, ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Mexico đã chính thức công bố đại diện tiếp theo của họ tại mùa giải lần thứ 70 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Cô gái may mắn có tấm vé này không ai khác chính là đệ bổ dạ hạ lần Á hậu một Hoa hậu Hoàn Vũ Mexico 2020. Đệ bổ dạ năm nay 24 tuổi và sở hữu chiều cao 1m79 cùng kỹ năng trình diễn cực kỳ tốt. Riêng về trình độ học vấn, cô từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và trình độ tiếng Anh nâng cao. Cô ấy cũng là người sáng lập ra dự án có tên gọi Apapossa, một tổ chức hoạt động với mục đích động viên và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà của mình. Đệ bổ dạ hạ lần không phải là một cô gái quá xa lạ đối với các fan sắc đẹp chân chính. Mỹ nhân này từng đạt danh hiệu Miss Teen Mexico 2009, Top 10 Miss Teen Earth 2009, Miss Xin Lọa 2018, Miss Xin Lọa 2020 và gần đây nhất chính là Á hậu một Miss Universe Mexico 2020. Với giải sạc đang trở nên khá mạnh cũng như dấu ấn mà đàn chị Anje Mẹ Dạ đã đăng quang cực kỳ thuyết phục tại Miss Universe 2020, liệu đệ bổ dạ hạ lần sẽ bứt phá như thế nào để tạo nên màn bạt to bạt huyền thoại tại mùa giải lần thứ 70? Việc đệ bổ dạ hạ lần có mặt tại Miss Universe 2021 cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ trở thành đối thủ số 1 của Á hậu Kim Duyên đại diện của Việt Nam. Sau thời gian giảm cân cũng như nỗ lực hoàn thiện bản thân, người đẹp Cần Thơ đã có màn lột xác ấn tượng và giành được nhiều lời ủng hộ từ fan sắc đẹp quê nhà. Hãy cùng ủng hộ cho Á hậu Kim Duyên để cô ấy có đủ tự tin, bản lĩnh viết tiếp chuỗi in tộc 4 năm của Việt Nam tại Miss Universe. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.